Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với tạp chí Gấp Swing cùng HTV. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng hòa vào nhịp bóng Gấp mỗi sáng thứ bảy hàng tuần vào lúc 8:45 trên kênh HTV9 để chuẩn bị hướng đến giải Gấp HTV Swing Cup năm 2024 vào giữa tháng 10 này. Ngoài cung cấp những thông tin đáng chú ý về làng Gấp trong nước và quốc tế thì chúng tôi còn chia sẻ đến quý vị những câu chuyện nhân văn đặc sắc về văn hóa Gấp tại Việt Nam. Và bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ củng cố kỹ thuật Gấp với các chuyên gia quốc tế. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với thông tin nóng hổi nhất trong làng Gấp hiện tại, đó chính là giải Gấp đầu tiên được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, HTV Swing Cup năm 2024. 18 câu lạc bộ, 216 golfer. Đó là số lượng các đội sẽ cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải đầu tiên của HTV Swing Cup. Các golfer sẽ thi đấu đồng đội đối kháng, ngày đầu tiên thể thức four ball và ngày thứ hai thi đấu single match. Thể thức này sẽ nêu cao tinh thần đồng đội cũng như mang đậm dấu ấn tính toán chiến thuật của các câu lạc bộ, một trong những nét đẹp của golf. Các golfer chia thành 3 bảng đấu A, B, C tương ứng với khoảng handicap index. Trong đó bảng A với các golfer single handicap thấp sẽ là bảng đấu có sự cạnh tranh quyết liệt nhất với những đường golf đẹp mắt nhất. Handicap của các golfer dự giải được ấn định là handicap index thấp nhất từ dữ liệu Law Handicap từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến 1 tháng 10 năm 2024. Song song đó, hai câu lạc bộ khách mời là câu lạc bộ các golfer từ các cơ quan báo chí tại Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ các golfer đại diện nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng giải sẽ có một bảng đấu giao hữu để hòa chung vào niềm đam mê golf, thúc đẩy môn thể thao này phát triển hơn nữa trong cộng đồng. Và trong cái golf bây giờ đang một trong cái môn golf gọi là xu hướng. Thế cho nên là chúng ta cần phải tập trung vào việc là sản xuất và phát triển một chương trình thể thao golf. Và đây không chỉ là một cái giải golf lớn về mặt quy mô mà nó còn mạnh về mặt chuyên môn, cũng như là được đào sâu về cái việc là chúng ta sẽ tập trung công nghệ truyền hình ứng dụng ở trong cái sản xuất chương trình lần này. Tôi mong muốn rằng là rất nhiều các cái thương hiệu lớn sẽ đồng hành với cái giải golf của chúng ta trong năm nay cũng như là các năm tiếp theo. Thưa quý vị, Volvo XC60, đây sẽ là một trong hai chiếc xe hạng sang là giải thưởng Hole in One ở HTV Swing Cup năm nay. 5 tỷ đồng sẽ là tổng giá trị giải thưởng Hole in One tại HTV Swing Cup 2024, trong đó có hai chiếc xe hơi Volvo S60 Recharge và XC60 Recharge. Hai mẫu xe hybrid của hãng xe sang từ Thụy Điển sẽ tăng thêm phần hưng phấn cho các golfer chinh phục các giải thưởng giá trị tại các hố par. HTV Swing Cup 2024 cũng sẽ là giải golf đầu tiên được HTV truyền hình trực tiếp trọn vẹn 18 hố. Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm tác nghiệp qua các sự kiện thể thao lớn như cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thử thách địa hình HTV Challenge Cup, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tự tin sẽ mang đến một sản phẩm truyền hình mới độc đáo trong tháng 10 này. Những pha bóng đẹp mắt cùng diễn biến của cuộc cạnh tranh danh hiệu sẽ được thể hiện chi tiết nhất trên sóng truyền hình và các hạ tầng mạng xã hội của HTV. Không chỉ tạo sân chơi với giải đấu chỉ diễn ra trong 2 ngày, mà Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng hành cùng cộng đồng golf lâu dài với tạp chí golf Swing cùng HTV sẽ ra mắt khán giả truyền hình ngay trong tháng 8 này. Những câu chuyện muôn màu trong thế giới golf, những bài học cuộc sống từ golf, giá trị văn hóa golf, hướng dẫn kỹ năng chơi golf hay sự chuẩn bị của các câu lạc bộ hướng đến HTV Swing Cup sẽ được chuyển tải sống động qua tạp chí golf lần đầu tiên xuất hiện trên sóng HTV. Với golf, sân là một điều rất là quan trọng trong yếu tố chuyên môn, có thể quyết định cục diện của các màn tranh tài. Và vì thế, việc lựa chọn địa điểm để thi đấu HTV Swing Cup là một cân nhắc rất là kỹ lưỡng của ban tổ chức. Và đây, sân golf Tân Sơn Nhất với diện tích 158 hectare, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu. Từ Quảng Bình trở vào trong Nam á, thì có khoảng 30 sân golf. Thì sân Tân Sơn Nhất là một cái sân rất là tốt. Cả hầu như các giải đấu lớn đều tổ chức tại sân golf Tân Nhất. Vì nó có 4 đường ABCD, tức là 36 hố. Thì đầy đủ để nó có thể là thực hiện đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn về các giải golf chuyên nghiệp. Có thể nói là tới thời điểm hiện nay có dịch vụ tốt nhất miền Nam. Sân golf Tân Sơn Nhất, một điểm đến quen thuộc của cộng đồng golfer phía Nam. Ít nhất các vận động viên của chúng ta cũng đã có một hoặc là nhiều lần trải nghiệm các hố golf tại sân golf Tân Sơn Nhất này. Và liệu là sự quen thuộc này có giảm đi tính thử thách của HTV Swing Cup hay không? Hay quá.
Về cái giải đấu thì nếu mà tổ chức ở sân Tân Nhất thì nó cũng thử thách chứ cũng không phải là đánh nhiều là mình quen được. Vậy thì những thử thách đến từ đâu, đặc biệt là với giải góp theo thể thức match play đối kháng như thế này? Đây là một trong những cái sân góp dài và rất là thách thức, bởi vì khi mà chúng ta lọt vào hố cát, những cái thảy bẫy cát rất là cao, cát cũng rất là nhuyễn, cho nên là nếu như chúng ta không quen thì chúng ta cũng sẽ có gặp rất là nhiều vấn đề khi banh vào cát. Tôi sẽ giới thiệu hai cái đường góp, một là một cái đường góp ngắn và dễ, hai là một đường góp khó và thách thức dài. Thì ví dụ chúng ta biết được hố 7D là một trong những hố rất là ngắn, và ví dụ như ở tee xanh thì nó chỉ tầm khoảng 290-300 yard thôi. Nên là khi mà thi đấu đối kháng với nhau á, thì vận động viên nếu như có những cú phát bóng xa, vì thi đấu đối kháng mà, thì xa thì nếu như mà anh dám mạnh dạn anh tấn công và banh on rim thì anh vẫn có thể cơ hội ghi được điểm eagle hoặc là birdie để thắng hố đó. Còn nếu như mà chúng ta sơ sẩy trong việc phát bóng thì có thể lạc xuống nước, thì lại là cơ hội cho đối thủ còn lại. Còn với hố khó ở sân golf thứ nhất thì là hố số 9D, là với chỉ số index 1, thì đây là một hố khá là dài. Và với tee xanh thì nó rơi vô tầm khoảng 430 yard, thì eo nó thu hẹp lại ở khu vực tiếp cận rim. Cho nên là các golfer cần phải có những cái phương án tính toán thật là kỹ để khi mà second shot chúng ta công cờ hay là chúng ta theo phương án phòng thủ để chúng ta ghi điểm bogey, hay là chúng ta công cờ để ghi được điểm pha hoặc birdie để chúng ta quyết định hố, thì đó là đòi hỏi vô tùy tình huống và các golfer cần phải lưu ý. Quý vị, bên cạnh chất lượng sân bãi, cơ sở vật chất thì tính chuyên môn cũng như là sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cũng được chú trọng nhằm tạo ra những thử thách mới mẻ, bất ngờ mang đến cho các golfer tại HTV Swing Cup. Lãnh đạo sân cũng xác định đây là một cái giải rất quan trọng để tập trung về tất cả chỉnh chu về khâu tổ chức, đảm bảo về cái chất lượng của sân bãi và tăng cái sự thử thách để cho cái giải đấu nó hấp dẫn hơn. Về cái công tác set up cho một cái giải đấu thi đấu match play thì chúng tôi linh động và chúng tôi điều động những cái khu vực phát bóng có lúc xa lúc gần, thậm chí có những hố chúng tôi bình thường thì chúng tôi để tee xanh, nhưng mà có thể những cái giải đấu mà có thể có cơ hội cho golfer đánh thể một on thì chúng tôi dời lên tee trắng, và cái đường golf đó có thể là khoảng 290 yard thôi. Thì đó là những cái điểm sẽ mới mẻ và sẽ thay đổi cái thói quen của golfer. Cái thứ hai nữa là về cái công tác set up về cái vị trí lỗ cờ thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu thật là kỹ để bố trí những cái vị trí cờ nó vẫn đạt được cái tiêu chuẩn, nhưng mà nó đòi hỏi là cái sự hấp dẫn cho những cái cú bích hay cho những cái chú công cờ, mà có thể là những cái ngày thường thì golfer vẫn chưa có đánh được ở những cái vị trí cờ đó. Đó là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ rằng đó là rất là thú vị trong cái giải HTV Cup lần này. Và sau khi đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về giải góp HTV Swing Cup thì ngay lúc này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với MC Như Bình để đến với những kiến thức bổ ích cũng như củng cố kỹ thuật góp quý vị nha. Bây giờ thì Như Bình đã có mặt tại sân tập góp Tân Sơn Nhất. Đây là một nơi rất là quen thuộc dành cho những ai muốn nhập môn với bộ môn góp hoặc là muốn nâng cao trình độ. Và bên cạnh Như Bình lúc này đây chính là huấn luyện viên Edmund, giám đốc học viện EA Golf Tech Academy. Xin chào huấn luyện viên ạ. Chào Như Bình và chào quý vị. Cái bài đầu tiên Edmund muốn chia sẻ với quý vị là cái cách cầm gậy. Có 3 cách cầm gậy. Đầu tiên là baseball grip, cách bóng chày. Và thứ hai là overlap. Là overlap là ngón út của tay sau ở trên ngón trỏ của tay trước. Như vậy. Và thứ ba là interlock. Khi mình đặt xuống cái logo ở trên cái grip của mình. Và ở đây sẽ tạo ra một cái chữ V. Và cái V này sẽ hướng vô vai phải của mình hoặc là vai sau của mình. Và thứ hai nữa, mình đặt cái tay phải của mình vô và tay sau vô. Và cái ngón trỏ của mình sẽ hở một chút. Và ngón cái thì sẽ qua bên trái một chút xíu cái logo. Và ở đây cũng sẽ tạo ra một cái V. Golfer tay phải mình đánh hướng này thì tay trái của mình luôn luôn sẽ thẳng. Và cái mặt trong cái cùi chỏ của mình á, nó luôn luôn hướng
hướng ra ngoài tí, không hướng ở trong. Và tay phải của mình thì sẽ rất là hơi relax và hơi ép vô người xíu. Tôi chọn phải của mình á, hơi kẹp vô hông người xíu. Và cái khoảng cách từ cái chân ra tay thì bình thường là khoảng 1 nắm tay rưỡi. Và cái lưng của mình khom xuống đâu đó tầm 30-35 độ. Không nên hơi khòm cái lưng quá khi mình set up, hoặc là mình ưỡn lưng thẳng quá. Và mình sẽ luôn luôn giữ cái lưng của mình thẳng khi mình set up. Và cái trọng tâm của mình luôn luôn ở phía trước, nhưng mà không phải ở mũi chân. Tạm ở đây, với ở đây. Cái phần tiếp theo là vị trí bóng. Trong tay admin là số 8 sách. Và khi mình cầm số 8, mình sẽ đứng rồng bằng vai. Thì cái vị trí bóng nhìn vào như là ở giữa hai cái chân. Và khi mình bắt đầu đổi gầy, mình đi qua số 8, số 7, số 5, số 6, mình sẽ mở ra cái này rộng hơn xíu. Cách này là cách dễ nhất để mình điều khiển cái vị trí bóng. Và sau khi mình đã đặt được cái vị trí bóng là mình sẽ vô backswing. Backswing bằng vai, hông của mình đứng im. Và mình bắt đầu bằng vai với tay. Mình giữ lại cái cổ tay của mình. Quý vị nên lưu ý là không nên sàn hông hay là đẩy hông lên trước nhiều quá. Khi mình mới chơi là backswing, mình sẽ kéo half swing. Half swing là cái tay trước của mình song song mặt đất, và cái gầy và tay của mình tạo ra một cái góc 90 độ. Đối với người mới nhập môn là nên half swing thôi. Quý vị cũng không có kiểu ép vô người hoặc thẳng quá ha, nó vừa vừa thôi. Và đối với người mới, kỹ thuật là trên hết. Không quan tâm cái bóng đi đâu, trái phải, xa gần. Cái hông khi mình bắt đầu xuống, mình sẽ bắt đầu chuyển trọng tâm bằng cái hông. Và cái lực của mình bắt đầu dồn qua bên chân trước. Và từ ở đây mình sẽ bắt đầu đứng lên và xoay hết lực qua bên này. Và cái chân phải của mình sẽ kéo theo. Phần này là hết cỡ luôn đúng không ạ? Chính xác, cái hông trái thì mình sẽ cố gắng là đẩy hết ra. Vào. Quan trọng cũng là cái tư thế của mình sau khi mình đánh, là cái vai sau của mình luôn luôn thấp hơn vai trước trong vị trí này. Như mình là đừng co đầu gối nhiều quá, ít hơn trước. Rồi và khom xuống đây xuống nữa. Và hai cái tay xuống. Dạ. Rồi. Rồi, đúng rồi đó, chính xác. Và như mình sẽ nháp vài cái. Rồi khi mình lên back swing, tay trái của Như Bình thẳng đúng, nhưng mà phải xoay thêm hông chút. Xoay đúng rồi. Và tới đây đúng, cái vị trí này là chuẩn. Rồi down swing và tiếp tục đi stop đúng. Và khi mình tới đây là em mới chơi thì nên tay phải của em nên thẳng điểm finish đó. Tới đây thôi, không nên đi quá cao. Rất hay, ok, good. Ồ, oh, hay quá. Được á. Đó, áp swing gì đó. Áp swing gì thế đâu. Như mình học cũng rất nhanh. Ngày hôm nay khi mà có sự đồng hành và hướng dẫn của huấn luyện viên Edmund thì đúng là mình đã chuẩn chỉnh hơn. Vậy nên là quý vị khán giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Như mình để có thêm những bài tập, những bí kíp làm sao để có thể cải thiện kỹ thuật về bộ môn golf này nhé. Quá là những kiến thức và kỹ thuật quá thú vị và hấp dẫn, quá bổ ích luôn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Golf Swing cùng HTV kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần sau lúc 8:45 trên kênh HTV9 nhé. Còn bây giờ thì Mai Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.